Hai anh chị em chào mọi người nè. Hai, xin chào các bạn nha. Hai anh em Mão với Muội đang làm gì đó? Ba anh em luôn ha. Rồi tới giờ uống sữa rồi, giờ uống sữa đến rồi. Muội một hộp, anh Hai một hộp. Nè, cái này của anh Hai nè. Anh Hai uống ba bự, còn em uống bít tút. Anh Hai không chịu, anh Hai muốn uống bít tút. Anh Hai muốn uống hộp kia. Tự làm uống được không? Rồi anh hai cắn cái mũ ra luôn. Rồi. Đó ăn bắt thịt em. Đâu anh Hai coi. Đó, anh Hai hình ba bự nha. Rồi mọi uống đi. Rồi mẹ rồi hai anh em uống sữa xong rồi giờ có muốn ăn rau củ đúng không? Không. Hả? Không. Con cũng không. Không muốn ăn rau củ phải không? Nhưng mà mẹ có cái này nè, hai anh em sẽ mê liền. Cũng làm từ rau củ nhưng mà không phải là rau củ thật, biết cái gì không? Phòng đơn thấy gì không mẹ ta? Chính xác luôn. Đi hai ngồi đó nha, em xuống coi nè. Mẹ chuẩn bị nè, mẹ làm bánh này cho hai anh em ăn nha. Mẹ chiên lên cho hai anh em ăn nha. Đây là phòng tôm rau củ, đặc biệt là ngũ sắc luôn mọi ơi, rất là nhiều màu. Còn đây là phòng tôm tảo có màu đen. Bây giờ muội cắt, mẹ cắt ra cho muội xem nha. Không, con cắt được, con rồi. Có kéo. Rồi con lên. Con lên con lấy kéo con cắt giùm mẹ đi. Cắt ra cho mọi người xem. Muội ơi, anh Hai uống sữa xong chưa? Yeah, uống sữa xong rồi. Muội cắt ra để lên con. Rồi. Từ từ thôi nha, đừng có xé nhẹ nhẹ thôi, đừng đổ ra. Đây. Bánh phồng tôm rất là nhiều màu luôn các bạn ơi, lát không biết chiên ra nó có nhiều màu như vậy không nha. Con thấy có màu trắng bị vỡ. Màu trắng, màu xanh lá, màu vàng, màu cam, màu hồng. Cắt cái này luôn mũi. Dạ. Mình cắt ra đi hồi mẹ chiên luôn. Nhưng mà con không thích ăn rau củ. Con ăn này xe xe liền luôn á. Nhưng mà ăn này sẽ ngon. Màu đen. Xong vậy là màu đen. Màu đen. Rồi con sữa xong chưa? Con sữa. Con sữa đi rồi lên mẹ chiên cho. Con cũng có cái này đó cho sức khỏe lắm luôn nè. Cái gì tốt cho sức khỏe nữa? Nè. À, thạch đó phải không? Thạch đào luôn nè. Thạch đào. Tốt cho sức khỏe không? Tốt. Rồi để đó hồi mẹ thạch chiên. Rồi anh Hai đưa rác cho mẹ đi vứt rác luôn, đưa đây. Rồi, giỏi quá. Anh ơi, bây giờ đó thì hai chị em mình đang ngồi ở đây nha. Mình mặc áo bò sữa và mẹ mình cũng mặc áo bò sữa luôn. Rồi, đây là hai mẹ. Orange là màu xanh lá và màu kem nè. Biết rồi đúng không? White. Cái này là pin hay purple ta? Pin. Nhưng mà sao con thấy màu purple vậy? Cái này là màu trắng, còn cái này là màu hồng. Màu tím. Cái màu này á chỉ có vài người thích thôi. Chinh. Đây cho mẹ màu trắng nè. Quay. Giờ cô sẽ lấy lại bù lại. Không phải cái mảnh ghê này mà là mảnh này. Màu đen lá. Một tất cả các tên cái bịch này toàn là màu lá không ơi à, không có màu gì hết trơn á. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chiên cái bánh phồng tôm ngũ sắc nha. Mình chiên cùng một lúc 5 màu luôn nha. Màu hồng nè, màu xanh lá, màu trắng, màu vàng và màu cam. Ui.
nó ra cái màu có đẹp nha. Màu hồng nè, màu hồng mà sao giống màu tím quá vậy mẹ? Xanh lá. Bây giờ mình chiên cái nó nở ra cái màu nó hơi giật giật, màu vàng nhìn giống như màu trắng luôn. Đây là màu cam, đây là màu trắng. Các bạn ơi, bây giờ mẹ mình sẽ chiên bánh phồng tơ màu đen nha. Cái này là vị gì mà biết không? Màu đen là tảo biển á. Ủa, tảo biển hả? Con chưa bao giờ nghe tên đó luôn á. Để hả? Đẹp quá ha. Cái này là cái mâm của mẹ mình khi chiên xong. Chờ xíu mình sẽ ăn đậu biển nha. Đậu biển ngon quá hả? Ngon lắm hả? Dạ. Ngon hơn tủ không hay ngon bằng? Nè mà ăn thử ngon lắm luôn á. Đã biển mình vừa ăn xong rồi, bây giờ thì ăn cái màu hồng nha. Hồng tím chứ. Yummy yummy. Cùng đi chơi một con tôm. Ủa em đâu rồi mà? Đâu đâu đâu? Mặt chị, bảo chị em đây rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái phồng tôm ngũ sắc nha. Anh Hai ăn màu gì trước? Rồi anh Hai ăn màu gì? Anh Hai vô lên mẹ coi coi. Ồ, anh Hai ăn màu xanh lá cây nha. Còn Mũi thì ăn màu hồng. Màu hồng thành màu trắng luôn rồi. Màu hồng có nó món hai thành màu trắng luôn rồi. Rồi anh Hai lấy thêm màu xanh lá cây, anh Hai mời mẹ ha. Rồi cảm ơn anh Hai nha, anh Hai giỏi quá. Mỗi mình mẹ màu hồng hả? Dạ. Cảm ơn mỗi nha, mỗi giỏi lắm. Để hồi mình ăn tiếp nha. Bạn Mũi, màu xanh đó là lá dứa nè, màu vàng là cà rốt nè, màu cam là khoai lang, màu đen, màu vàng mới là khoai lang, cái này màu đen nè, màu đen chiên ra thành màu nâu nè, là tảo biển, rong biển á. Tảo biển là rong biển á hả mẹ? Đúng rồi. Còn màu hồng tím tím này là Mũi biết là cái gì không? Dạ không. Đó bạn Mũi á. Hồng tím. Màu khoai lang tím. Anh Hai mời em ăn tảo biển nè, rong biển nè. Cảm ơn anh Hai đi. Cảm ơn anh Hai. Giỏi. Anh Hai mời mẹ ăn gì? Ăn màu vàng cà rốt đúng không? Cảm ơn anh Hai nha. Mời mẹ ăn cà rốt. Cảm ơn Mũi nha. Anh Hai đút em ăn à. Rồi. Bye bye các bạn ơi, bye bye các bạn đi. Wow. Em đút lại anh Hai nha. Ôi bị rớt ra ngoài kìa, làm bỏ vô Mũi ơi. Mâm nó tràn quá. Chào tạm biệt mọi người nha. Ăn bánh phồng tôm ngũ sắc rồi.